Câu 191 đến câu 195, bài này gồm có 3 bài đọc nha em. Bài đọc thứ nhất là một cái information, một cái thông tin. Bài đọc thứ hai notice là thông báo. Bài đọc thứ ba reports là báo cáo ha. Câu 191, according to the information, theo như cái thông tin là bài số 1. Thì which expense, cái chi phí nào không được chi trả? Đây là dạng câu hỏi loại trừ ha. Chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu A trước nào. Tiền tip cho nhà hàng, rồi cùng dò nha. Bài đọc số 1. Ok, em xem nè. Bài đọc số 1 là một cái information, một cái thông tin về cái gì đây? Quick guide, hướng dẫn nhanh cho những cái chi phí công tác và chi phí đi lại có thể được hoàn trả lại. Ok, và nó có nhiều mục. Mục thứ nhất là transportation, là phương tiện đi lại nè. Mục thứ hai, lodging là cái gì đó, phải không nào? Rồi mục thứ ba, meals là bữa ăn. Mục thứ tư, communication là giao tiếp hay là nói chuyện. Vậy theo em, cái tiền tip cho nhà hàng sẽ tìm thấy ở mục nào? Ở mục meals, form nào? Cùng giờ thử xem có tip cho nhà hàng không em? Đây có tip này, có restaurant, xung cùng đọc nha. Yêu cầu cái hóa đơn cho cái thông tin đặt món, form nào? Và bao gồm luôn cái tiền tip hợp lý cho cái nhân viên của nhà hàng. Vậy thì nó có chi trả không em? Có, nó sẽ chi trả cho những bữa ăn. Nhưng mà nó yêu cầu phải có gì em? Hóa đơn để chứng minh. Và nó cũng bao gồm luôn tiền tip hợp lý cho nhân viên. Vậy câu A là có trả, tiền tip là có trả ha. Rồi bây giờ câu B là car rentals, thuê xe, chi phí thuê xe có trả hay không nha. Rồi thuê xe thì vào mục nào em? À, transportation ha. Ok, rồi thuê xe ở đâu? Đây này có từ rental nè em. Có car không? Car ở dưới này, cùng đập, cùng dịch nha. Đây, những cái chiếc xe hơi mà cỡ vừa và compact là cỡ nhỏ đó thì được đề nghị. Vậy thì có trả tiền thuê xe không em? À, có phải không nào? Ok, có ha. Rồi câu C, airline fares, tiền vé máy bay. Rồi tiền vé máy bay xem có hay không em. Vé máy bay thì dò ở đâu luôn? Transportation luôn phải không nào? Vé máy bay, cái thứ nhất là air travel. Rồi bây giờ em đọc thử xem. À, những cái ghế ngồi hạng phổ thông á thì được ưu tiên. Vậy có trả tiền vé máy bay không? Có phải không nào? Ok, rồi vậy câu C có. Vậy đáp án rất có khả năng là câu gì em? Câu D phải không? Bây giờ em thử dò câu D thử xem. Vehicle insurance, bảo hiểm xe cộ, xem em có hay không nha. Giờ xem bảo hiểm xe cộ thì mình dò mục nào luôn? Transportation luôn ha. Rồi dò đi em, bảo hiểm nằm ở vị trí nào? À đây nè em, insurance nè, em thấy chưa? Rồi đọc nha. Nhưng mà cái bảo hiểm thì không được đính kèm, không được đính kèm là không chi trả đó. Vậy đáp án chắc chắn là câu câu đi ha. Câu 192, what is the purpose? Mục đích của cái thông báo là gì? Notice là bài số 2, phải không nào? Câu hỏi dạng mục đích chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối ha. Đó đáp án trước nào? Câu A, to alert, để báo cho personnel, nhân sự về cái cơ hội du lịch là đi lại gì đó ha. Câu B, to remind, nhắc nhở nhân viên về cái hàng chót, reservation, đặt chỗ. Câu C, để advise nhân viên về adjustments, cái sự điều chỉnh trong chính sách. Câu D, to caution, để mà cảnh báo những cái executive, những người điều hành chống lại cái việc chi tiêu excessive, quá mức. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò bài số 2 đoạn đầu trước nha em. Ở đây phải không nào? Rồi đọc nào. Notice, thông báo effective, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 7 thì Santoro sẽ thực hiện một số thay đổi sau về cái policy, chính sách chi tiêu và đi lại của nó. Vậy mục đích của nó là gì vậy em? À, thông báo những cái thay đổi về cái chính sách chi tiêu và travel, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ đáp án là câu nào? Đâu có thông báo về cơ hội gì đâu, câu A là sai rồi nè. Câu B, không có hạn chót, đặt chỗ gì cả. Câu C, sự điều chỉnh trong chính sách. À, sự điều chỉnh trong chính sách có nghĩa là sự thay đổi trong chính sách, phải không nào? Rồi, vậy đáp án chính xác là câu gì luôn em? À, câu C ha. Câu 193, what is stated, cái điều gì được nêu về trip serve, về từ khóa là từ nào vậy em? À, trip serve ha, và đáp án trước nha. Câu A, advice, nó tìm những cái giá thuê xe most affordable, phải chăng nhất, hiện có sẵn. Câu B, nó thì được phát triển bởi một engineer, kỹ sư phần mềm của Santoro. Câu C, nó làm cho cái việc searching, cái việc tìm kiếm giảm giá đi lại á, dễ dàng hơn. Câu D, nó recommends, nó giới thiệu, nó đề xuất những cái chuyến đi based on, dựa trên cái profile, cái tiểu sử của người sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem TripServe ở vị trí nào nha em. Lúc này chúng ta đang dò bài số 2 là form nào, mình dò tiếp nha. Đoạn này có không em? À ok, có từ TripServe nè. Rồi mình cùng dịch câu này nha. On booking, tất cả những cái việc đặt chỗ cho những cái hãng hàng không hay là khách sạn á, phải được thực hiện qua cái gì đây? Qua cái system, cái hệ thống quản lý chi tiêu hay là chi phí và đi lại có tên là TripServe. Chưa có đáp án, chi tiết nha. The system, cái hệ thống này nè, thì integrates những cái giảm giá từ những cái đại lý đi lại và những cái hãng hàng không được công ty chấp thuận. Eliminating, loại bỏ cái yêu cầu á, là phải đi mua ở trên nhiều cái website. Vậy em hiểu cái câu này nó nói là gì em? Cái đoạn này nó là gì đây? À, tất cả những cái việc đặt chỗ người ta khuyên là phải thực hiện qua cái gì em? Yêu cầu phải thực hiện qua cái hệ thống tên là TripServe, phải không? Bởi vì cái hệ thống này á, nó sẽ loại bỏ được cái yêu cầu là đi mua ở nhiều websites,
chỉ cần mua trên hệ thống này thôi và sẽ nhận được gì em? Những cái giảm giá từ những cái đại lý và những cái hãng hàng không, phải không nào? Vậy có một cái đáp án em mà nó có từ discount là đáp án nào vậy? Câu C không, em đọc lại đi. Nó làm cho cái việc tìm kiếm giảm giá đi lại được dễ dàng hơn, có không em? Có phải không nào? Chỉ cần mua trên đó là có rồi, không có cần phải mua ở nhiều website khác. Vậy đáp án chính xác là câu C ha. Câu 194, for which amount, đối với cái khoản tiền nào thì Mr. Berger có khả năng là phải cung cấp thêm thông tin. Ok, đáp án là những cái tiền phải không em? Bây giờ em xem tiền là bài số mấy? À, bài số 3 phải không nào? Có cái bảng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem cái số tiền này nó tương ứng với cái gì ha. 9 đô là gì em? Là cái sim dữ liệu điện thoại nè. Tiếp, 10.50 là cái bữa ăn tại khách sạn phải không nào? Rồi 15, đây nè em, là cái tiền taxi từ khách sạn đến sân bay. Rồi tiếp, 39.99, đây là cái phí đổ xe ở cái sân bay này phải không nào? Rồi bây giờ em xem nè, lúc nãy chúng ta có dò một cái thông tin là bữa ăn tại khách sạn á, nếu mà muốn được chi trả đó thì phải cung cấp cái gì em? Hóa đơn receipt, em nhớ không? Cô đọc lại nha. Ở bài số 1 là nó nằm ở cái mục bữa ăn á, meals, yêu cầu receipt, hóa đơn với cái thông tin chi tiết đã order. Ok, vậy thì đáp án là câu gì đánh được liền luôn em? Câu B phải không nào? Ok, đối với cái meal at hotel, cái bữa ăn tại khách sạn á, là phải yêu cầu cung cấp thêm gì nữa? Receipt, hóa đơn thì mới được ha. Ok, câu 195, what is suggested, cái điều gì thì được nói về Mr. Berger, về từ khóa là từ nào vậy em? Mr. Berger ha, là đáp án trước nào? Câu A, ông ấy đã sử dụng cash, tiền mặt để trả cho tất cả những cái chi phí đi lại của ông ấy. Câu B, ông ấy là trưởng bộ phận sales. Câu C, ông ấy đã làm việc tại Santoro được ít nhất là một thập niên, là 10 năm. Câu D, ông ấy đã đi cùng với một colleague, là đồng nghiệp trong cái chuyến đi công tác của ông ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Berger ở vị trí nào nha em. Ở bài số 3 phải không nào? Câu cuối cùng mình dò bài số 3 trước ha. Đây có từ Thomas Berger nè em. Rồi, em cùng đọc tiếp nào. Đây là ID của nhân viên ha. Làm việc tại chi nhánh này, ok. Làm tại department, cái bộ phận sales. Lúc này chúng ta có dò một cái đáp án có từ sales là chỗ nào vậy em? Câu B phải không? Nó là gì đây? Ông ấy là trưởng bộ phận sales. Trong khi đó trên đề bài đó em, trên thông tin bài đọc có nói là ông ấy là trưởng bộ phận sales không? Không, chỉ đó là ông ta làm việc trong bộ phận sales thôi. Vậy rất có khả năng câu B là không phải rồi nè. Ok, đọc tiếp nha. Allowable benefits, những cái lợi ích được cho phép. Credit card, thẻ tín dụng của công ty. Sử dụng những cái phần thưởng cá nhân. Rồi, cái chuyến bay cá nhân phải không nào? Chưa có đáp án luôn em. Vậy thì rất có khả năng đây là một câu liên hệ, bởi vì cái bảng ở dưới á, đây là những cái khoản mà ông ta đã chi thôi, không có nói gì đến những cái thông tin mà liên quan đến đáp án cả. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò từng đáp án để cho nó dễ em. Câu B là dò rồi nè, giờ có ai nha. Câu A, ông ta đã sử dụng cash, tiền mặt, để trả cho tất cả những cái chi phí đi lại. Vậy từ khóa là từ nào em? Cash, tiền mặt phải không nào? Rồi bây giờ mình cùng dò xem có cash hay không nha. Bài số 3 là không có rồi nè. Dò ngược lên bài số 2 có cash không em? Không có đâu. Bài số 2 á, là cái thông báo mà đâu có liên quan đến ông Berger. Bài số 1, dò xem có không em? Cái thông tin thì cũng không có nói gì đến cash phải không nào? Ok, rồi. Ok, rồi. Câu C nha. Ông ấy đã làm việc cho Santoro ít nhất là một thập niên, là 10 năm. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? A decade, một thập niên hoặc là 10 năm phải không nào? Mình cùng dò nha. Rồi, bài số 3 là không có rồi nè. Bài số 2, đây nè em, có 10 năm nè. Ok, cùng đọc câu này nha. Những nhân viên, những ai mà đã gắn bó với lại Santoro, làm việc với Santoro được 10 năm hoặc là lâu hơn thì có thể add thêm vào cái flight statement cá nhân trong cái chuyến công tác. Ok, mà lúc nãy chúng ta dò cái chỗ này nè em, allowable benefits, thì em thấy ông Berger có flight statement của personal luôn nè. Ok, vậy chắc chắn là ông ta đã gắn bó với Santoro được ít nhất là 10 năm phải không em? Vậy đáp án là câu nào luôn ha? Ok, câu C ha. Sau bây giờ chúng ta cùng hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, bài đọc thứ nhất là một cái information, một cái thông tin tại công ty Santoro. Đây là một cái quick guide, là một cái hướng dẫn nhanh á, cho cái expense là những cái chi phí hay là phí tổn đó em. Expense là chi phí hay là phí tổn ha, rất là hay gặp. Những cái chi phí, business là công tác, travel là đi lại ha, chi phí công tác đi lại. Reimbursable, có thể được hoàn trả lại. Đây là tính từ đó em, còn động từ của nó là từ này nè, reimburse. Tạm từ reimburse có nghĩa là bồi hoàn lại, hoàn trả tiền lại ha. Reimburse là bồi hoàn lại hay là hoàn trả lại một cái số tiền nào đó mà sử dụng cho việc công. Ví dụ khi một cái nhân viên đi công tác thì tất cả những cái chi phí về chỗ ở nè, đi lại nè,
hay là ăn uống cùng với đối tác nè, những cái gì mà liên quan đến cái việc công tác của họ thì sẽ được công ty hoàn trả tiền lại hết. Người ta gọi là reimburse, được không nào? Và tính từ reimbursable là có thể hoàn tiền lại ha. Ok, phải có dịch lại nè. Một cái hướng dẫn nhanh cho những cái chi phí công tác và đi lại có thể được hoàn trả lại, được không nào? Thứ nhất là về cái mặt transportation. Mình có từ transportation có nghĩa là phương tiện giao thông hay là phương tiện đi lại ha. Phương tiện giao thông hoặc là phương tiện đi lại. Rồi, thứ nhất air travel là đi lại bằng đường hàng không á. Economy class, mình có từ economy class có nghĩa là hạng phổ thông nha em, hạng phổ thông ha. Có thêm một cái nữa, cái vé người ta gọi là business class nha em. Business class là hạng thương gia ha. Thường thường đó em đi máy bay thì cái vé hạng phổ thông nó sẽ rẻ hơn cái vé hạng thương gia. Cái vé hạng thương gia nó mắc hơn, nhưng bù lại thì cái dịch vụ phòng chờ của nó tốt hơn và cái dịch vụ trên máy bay của nó cũng được phục vụ tốt hơn, được không nào? Cứ nói lại ha, economy class là cái vé hạng phổ thông á, seats, những cái chỗ ngồi của cái hạng phổ thông á thì được ưu tiên, except là gì em? Ngoại trừ, phải không nào, rất là hay gặp ha. Ngoại trừ trong những cái cases là trường hợp ha. Ngoại trừ trong các trường hợp á là ngoại trừ trong các trường hợp á là khi cái đoạn đường bay đó em, một cái đoạn đường bay nó exceed. Mình có từ exceed là vượt quá ha, exceed, vượt quá. Ngoài trừ khi có một cái đoạn đường bay, một cái chặng bay á, nó vượt quá 4 tiếng, hoặc là tổng cái thời gian bay á, nó exceed là gian, vượt quá 8 tiếng, được không nào? Rồi, rental vehicles, mình có từ vehicles có nghĩa là xe cộ ha. Về việc xe cộ được thuê hay là thuê xe cộ, được không nào? Mình có từ compact, nó bằng với từ small, có nghĩa là nhỏ đây. Compact, small là nhỏ ha. Mid-size là cái kích cỡ trung bình á. Rồi, những cái chiếc xe hơi cỡ trung á, và cỡ nhỏ đó thì được đề xuất, được đề nghị ha. Rồi, personal vehicles, đối với những cái xe cộ thuộc cá nhân của nhân viên thì sao? Chi phí về fuel là nhiên liệu nè, thì sẽ dựa trên mileage, là cái số dặm đi được đó em, số dặm đi được ha. Insurance có nghĩa là bảo hiểm, được không nào? Bảo hiểm. Nếu mà ai sử dụng những cái xe của thuộc cá nhân của họ đó, thì họ sẽ... công ty sẽ trả về chi phí của nhiên liệu nè em, dựa trên cái số dặm họ đi ha. Và nhưng mà cái bảo hiểm thì không có được bao gồm, không có được chi trả, được không nào? Rồi mình có từ toll. Toll có nghĩa là lệ phí đường nè em, lệ phí đi đường ha, toll. Cái lệ phí đi đường và cái phí đổ xe đó thì hoàn toàn có thể được hoàn trả lại, được không nào? Rồi, other transportation là cái phương tiện khác á, ví dụ như là phương tiện của địa phương nè, bao gồm như shuttles. Mình có từ shuttles có nghĩa là những cái phương tiện vận chuyển hay là đi lại mà có tuyến đường ngắn thôi em, xe chở những cái tuyến đường ngắn ha, xe hay là phương tiện đi tuyến đường ngắn ha, người ta gọi là shuttles, được không nào? Rồi, taxi nè, xe buýt nè và tàu lửa nè. Ok, rồi mình có từ lodging. Lodging có nghĩa là phòng nghỉ hay là phòng ở, chỗ ở đâu đây, phòng nghỉ ha, hay là chỗ ở ha, nhưng nó mang tính chất tạm thời thôi. Lodging là như vậy nha. Cứ nói lại, lodging là phòng nghỉ, chỗ ở, nó mang tính chất tạm thời thôi em. Tại vì khi người ta đi công tác thì người ta ở một cái khoảng thời gian ngắn thôi, rồi người ta lại trả phòng và trở về, phải không nào? Cho nên người ta dùng từ lodging ha. Rồi, hotels, khách sạn và thuê phòng, phải không nào? Thuê khách sạn và thuê phòng. Phòng và class, thường thường class có nghĩa là lớp học, phải không em? Nhưng mà class còn có nghĩa là loại hạng nữa ha. Giống như economy class gì đó, là hạng phổ thông đó ha. Class có nghĩa là loại hay là hạng nữa. Phòng và cái loại, cái hạng phòng á, thì phải thích hợp cho cái mục đích công tác, phải không nào? Rồi tiếp, meals là bữa ăn ha. Thì phải yêu cầu có receipts là gì em? Hóa đơn ha, receipts, hóa đơn. Thì phải có cái hóa đơn để mà chứng minh cái thông tin, phải không nào? Và includes bao gồm cái phí tip, reasonable là hợp lý cho cái nhân viên nhà hàng. Communications là gì em, giao tiếp hay là trò chuyện, nói chuyện ha. Thì những cái cuộc gọi international, quốc tế nè. Và long distance là đường dài á, cuộc gọi khoảng cách xa, đường dài. Cuộc gọi đường dài, cuộc gọi quốc tế nè, thì cũng được hoàn trả luôn ha. Rồi, thẻ điện thoại nè, thẻ SIM nè. Data plans là gói dữ liệu đó em, dữ liệu gói ha, gói dữ liệu. Những cái dữ liệu gói di động cũng được trả nè. Và những cái mức phí để mà truy cập internet khác, phải không nào? Rồi tiếp, bài số 2 ha. Bài số 2 là một cái notice, một cái thông báo. Mình có từ effective có nghĩa là có hiệu lực đêm, có hiệu lực ha. Effective có nghĩa là hiệu quả nữa, hiệu quả nữa.
Nhưng mà về cái văn bản pháp lý thì nó có ý nghĩa là hiệu lực đó em nha, có hiệu lực. Có hiệu lực vào ngày 15 tháng 7 thì Santoro sẽ thực hiện những cái thay đổi sau cho cái chính sách chi tiêu, chi phí và đi lại của nó. Rồi, tất cả những cái việc đặt chỗ đó cho hãng hàng không nè và khách sạn thì phải được thực hiện thông qua cái system, cái hệ thống quản lý chi tiêu, chi phí và đi lại TripServe. Cái hệ thống này nè thì integrates, mình có từ integrates có nghĩa là hội nhập hay là tham gia vào ha. Integrates, hội nhập hoặc là tham gia vào. Cái hệ thống này á, thì tham gia vào những cái discounts, những cái giảm giá từ những cái đại lý đi lại và những cái hãng hàng không được công ty chấp thuận. Eliminating, mình có động từ eliminate. Eliminate, động từ có nghĩa là loại bỏ, loại trừ đấy em. Loại bỏ hay là loại trừ ha. Loại bỏ, loại bỏ được cái yêu cầu á, là phải đi mua ở nhiều cái trang web được không nào. Rồi TripServe cũng feature, mình có feature động từ có nghĩa là có đấy em. TripServe cũng có cái expense tracker là cái chương trình theo dõi chi tiêu chi phí đem, tracker là sự theo dõi ha, theo dõi chi tiêu chi phí, mà nó permits, cho phép receipts, những cái hóa đơn được scan bằng sử dụng những cái device, những cái thiết bị di động được trang bị camera. Những cái nhân viên, những người mà đã gắn bó với lại Santoro á, được 5 năm hoặc là lâu hơn thì sẽ accumulate, có nghĩa là tích lũy nha em, thu thập hay là tích lũy ha, tích lũy hoặc là thu thập cũng được, thì sẽ tích lũy được những cái rewards points là điểm thưởng đem. Points là điểm ha, rewards là thưởng, vậy rewards points là điểm thưởng ha, tích lũy được những cái điểm thưởng cho cái sử dụng cá nhân, cho việc sử dụng cá nhân từ những cái chuyến đi công tác của họ được không nào. Rồi employees, những cái nhân viên, những người mà đã gắn bó với Santoro được 10 năm đó, hoặc là lâu hơn thì có thể thêm vào những cái phân đoạn bay cá nhân trong cái chuyến đi công tác phải không nào. However, tuy nhiên chỉ có cái portion là cái phần đó em, chỉ có cái phần đi lại liên quan đến công tác đó, thì mới được reimbursable, là có thể hoàn trả lại ha. Rồi tiếp, cái thứ ba đó em, TripServe là một cái hệ thống nè. Rồi tiếp, travel expense detail, cái chi tiết về cái chi phí đi lại ha. Please note that, vui lòng chú ý rằng á, tất cả những cái khoản chi tiêu á, vẫn phải chịu cái sự chấp thuận ha, vẫn phải chịu sự chấp thuận, có nghĩa là vẫn phải chịu cái sự xem xét chấp thuận đó em. Hãy bấm vào cái từ next để mà đính kèm những cái tài liệu hỗ trợ thêm được không nào. Ngày gửi là 12 tháng 8, tên là Butcher, ID của nhân viên ha. Rồi branch office, văn phòng chi nhánh làm việc nè. Bộ phận làm việc là sales. Allowable benefits, những cái lợi ích mà có thể được cho phép á, là credit card, thẻ tín dụng của công ty, sử dụng cái điểm thưởng cá nhân, cái phân đoạn bay, cái đoạn đường bay cá nhân ha. Ok. Rồi expense details, cái thông tin về chi tiêu. Ngày 5 tháng 8 thì chi tiêu cái gì em? Đi lại nè, giao tiếp, trò chuyện nè, bữa ăn nè. Đi lại mình có từ round trip. Round trip có nghĩa là khứ hồi đó em, khứ hồi ha, khứ hồi. Mình có cái vé khứ hồi á em, là cả chiều đi lẫn chiều về đó ha. Rồi, vậy thì round trip flights là chuyến bay khứ hồi từ Detroit đến Wichita, phải không nào? Rồi, cái này là SIM dữ liệu điện thoại ha. Rồi, bữa ăn tại khách sạn được không nào? Rồi, ngày 6 tháng 8 á, thì cũng có những cái mục tương tự như vậy ha. Ok, cái này dễ rồi, được không nào? Rồi, ngày 7 tháng 8 á, thì cũng có những cái mục đi lại được không nào. Ok. Taxi từ khách sạn đi đến sân bay ha. Rồi phí parking là phí đậu xe nè, tại sân bay này nè. Rồi cái xe cá nhân á, là fuel, cái nhiên liệu từ sân bay đi đến nhà là bao nhiêu đây được không nào. Ok. Câu 192 mình có cái cụm là alert somebody to something, có nghĩa là báo cho ai biết việc gì nha em. Alert somebody to something, báo cho ai biết việc gì ha. Vậy có ai có nghĩa là gì để mà báo cho personnel, những cái nhân sự biết về cái cơ hội du lịch hay là cơ hội đi lại ha. Rồi câu C mình có từ advice. Thường chúng ta gặp từ advice có nghĩa là khuyên đúng không? Nhưng mà advice còn có một nghĩa nữa là báo cho biết nha em. Báo cho biết ha, báo cho biết. Vậy câu C có nghĩa là gì để mà khuyên, không phải, để mà báo cho biết, báo cho nhân viên biết về cái adjustment, là những cái sự điều chỉnh, những sự thay đổi đó em, sự điều chỉnh hoặc là sự thay đổi ha, những cái sự điều chỉnh về chính sách được không nào. Câu D mình có từ caution. Caution có nghĩa là cảnh báo hay là báo cho biết trước đó, cảnh báo ha. Cảnh báo những cái executive, những cái người điều hành, chống lại cái việc chi tiêu excessive là vượt mức, vượt quá ha.
vượt mức. Ok, câu 193 mình có từ affordable có nghĩa là giá cả phải chăng? Câu ấy có nghĩa là nó tìm thấy được những cái chi phí thuê xe giá cả phải chăng nhất, có sẵn hay là hiện có ha. Câu D mình có từ profile có nghĩa là hồ sơ hoặc là tiểu sử ha. Profile, hồ sơ hoặc là tiểu sử. Câu 195, câu C mình có từ decade có nghĩa là thập niên ha. Một thập niên thì bằng 10 năm ha, decade thập niên. Rồi, join, câu D mình có từ join, thường chúng ta gặp có nghĩa là tham gia, phải không nào, tham gia ha. Nhưng join còn có một cái nghĩa nữa là đi cùng với ai. Đi với ai ha, đi cùng với ai. Okay.